chân tướng gã thanh niên dưới vào bọc nhân viên bảo vệ công trình chuyên thực hiện hành vi đổi bại. Lãnh đạo Sở Y tế nói gì? Vụ cô gái học hết cấp 3, làm bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất Đà Nẵng. Cận cảnh ô tô tải trôi trên đường, người đàn ông lao ra khỏi thùng xe. Tài xế xe khách tông người tử vong rồi đi tiếp vì tưởng tông nhầm vật nuôi. khởi tố nàng dâu và mẹ chồng vì bán hàng hiệu giả. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ mời quý vị và các bạn đón xem phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ một người đàn ông là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ quấy rối phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đáng chú ý, đối tượng này có lớp vỏ bọc dưới dạng làm nhân viên bảo vệ cho một công trình xây dựng, trước đó cũng đã từng dính nhiều tiền án. Ngày 26 tháng 10, Công an quận Ngũ Hành Sơn thông tin, Công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã bắt được đối tượng gây ra hàng loạt vụ quấy rối trên địa bàn là Lê Minh Tuấn, sinh năm 1993, trú tại thôn Lệ Sơn 2, Hòa Tiến, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, nhân viên bảo vệ một công trình xây dựng tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Trước đó, khoảng 23 giờ đêm ngày 24 tháng 10, Công an phường Khuê Mỹ tiếp nhận trình báo của nạn nhân là chị VTHT, sinh năm 1989, quê Bến Tre, tạm trú đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Đà Nẵng, về việc bị kẻ xấu tấn công và dở trò bậy. Theo chị T, trong tối cùng ngày, khi chị đang đi bộ về nhà, thì bất ngờ một gã đàn ông mặc đồng phục bảo vệ từ phía sau áp sát, bịt miệng, rồi kéo chị T vào một góc tối cạnh căn nhà số 550 Võ Nguyên Giáp để thực hiện hành vi đổi bại. Sau phút hoảng sợ, chị T đã chống cử, rồi vùng chạy ra được để kêu người đi đường giúp đỡ. Thấy chị T hô hoán, đối tượng sợ hãi bỏ chạy. Chị T đến trụ sở công an phường Khuê Mỹ để trình báo vụ việc ngay sau khi nhận được tin báo công an phường khuê mỹ đã nhanh chóng đến hiện trường thu giữ một số vật chứng gồm một thẻ nhân viên bảo vệ mang tên lê minh tuấn và một xe máy xác định đối tượng bỏ chạy chưa xa công an đã tổ chức truy tìm liên phát hiện gã đàn ông này đang lẩn trốn tại một lùm cây rậm rạp gần đó nên lập tức khống chế đưa về trụ sở tại cơ quan công an gã đàn ông khai nhận tên là lê minh tuấn đang là nhân viên bảo vệ cho một công trình xây dựng trên địa bàn Tuấn đã thừa nhận chính là hung thủ gây ra vụ việc. Theo đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 24 tháng 10, sau khi xong ca trực, Tuấn ra về và phát hiện chị T đang đi bộ một mình, nên nảy sinh ý định làm bậy và đuổi theo cưỡng ép nạn nhân nhưng không thành. Trước đó không lâu, Tuấn cũng đã giở trò với một bé gái tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, rồi bỏ trốn khi bị người dân phát hiện, truy đuổi. Qua khai thác, Tuấn khai nhận thêm. Trước đó, đã đến phường Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, đi vào nhà một phụ nữ để trộm cắp tài sản thì bị phát hiện, bị công an phường Hòa Quý mời về lập hồ sơ. Công an quận Ngũ Hành Sơn còn làm rõ, Tuấn đã có hai tiền án. Hiện vụ việc đang được công an quận tiếp tục mở rộng điều tra và xác minh những nạn nhân còn lại để đưa Lê Minh Tuấn ra xử lý theo pháp luật. Có thể thấy, hành vi của đối tượng đặc biệt gây nguy hiểm cho xã hội và cần phải có những biện pháp xử lý phù hợp để ngăn chặn và cũng để dân đe cho những trường hợp có ý định hành động tương tự. Cũng tại Đà Nẵng, liên quan đến vụ việc cơ sở thẩm mỹ hoạt động chui và có bác sĩ thẩm mỹ tự cho là giỏi nhất Đà Nẵng khi chưa học hết cấp 3 đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận. Mới đây, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng đã lên tiếng về vụ việc này. Theo đó, vào chiều ngày 24 tháng 10, đội cảnh sát kinh tế, môi trường kiểm tra việc cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ ID Korea, địa chỉ 265 đến 267 đường Hùng Vương, do ông DXT, sinh năm 1995, chú huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa làm chủ cơ sở. Cơ sở hoạt động theo giấy phép kinh doanh do Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê cấp ngày 22 tháng 5 năm 2023. Ngành nghề kinh doanh là dịch vụ phun theo xăm thẩm mỹ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không xuất trình hợp đồng thu gom chất thải nguy hại theo quy định, không trang bị thùng rác chuyên dụng để thu gom, lưu giữ rác thải y tế, rác thải nguy hại. Cơ sở chỉ trang bị thùng rác thông thường không có nắp đậy, không bố trí khu vực để thùng rác y tế, rác thải y tế để chung với rác thải thông thường. Đồng thời, công an cũng phát hiện bác sĩ của cơ sở là người phụ nữ có tên LTH sinh năm 1999, chú Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đang thực hiện dịch vụ nâng ngực cho một khách hàng, trong khi không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Hát cho biết, mình mới chỉ tốt nghiệp cấp trung học phổ thông, chưa từng được đào tạo chuyên môn, không có bất kỳ bằng cấp, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Tuy nhiên, quá trình làm việc, bà Hát được nhân viên marketing của cơ sở giới thiệu là bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất Đà Nẵng. Đồng thời, công an phát hiện thêm, 504 sản phẩm vật tư y tế tăng trữ tại cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo cơ quan công an, cơ sở ID Courier hoạt động kinh doanh dịch vụ spa, thẩm mỹ và thực hiện các thủ thuật nhưng không có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng theo quy định. Chiều ngày 25 tháng 10, tại buổi họp báo quý ba của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, bà Trần Thanh Thủy, phó giám đốc phụ trách sở Y tế thành phố Đà Nẵng, đã thông tin về tình hình quản lý cơ sở thẩm mỹ làm đẹp trên địa bàn sau khi lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện bác sĩ giỏn hành nghề thẩm mỹ tiêm ẩn nhiều nguy cơ. Bà Thủy cho biết ngành Y tế ý thức những nguy cơ tiêm ẩn rất lớn đối với sức khỏe của người dân khi những dịch vụ thẩm mỹ kiểm soát không được chặt chẽ. Thời gian qua, Sở Y tế đã ban hành các văn bản về tăng cường công tác quản lý nhà nước. Trong đó, có chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp kiểm tra, hậu kiểm đối với các cơ sở cấp phép kinh doanh có nội dung về hoạt động thẩm mỹ cũng như các cơ sở y tế thực hiện danh mục kỹ thuật có phạm vi về thẩm mỹ. Trên địa bàn Đà Nẵng có 92 cơ sở thực hiện cấp phép và công bố hồ sơ đủ điều kiện. Sở Y tế đã công khai cập nhật hàng tháng danh sách các cơ sở này cũng như gửi toàn bộ thông tin về cho các trung tâm y tế quận huyện để phối hợp quản lý. Thời gian qua, trên địa bàn đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm. Đây là những vụ việc nếu không phát hiện sẽ tiềm ẩn nguy cơ rất lớn, người dân cần tự bảo vệ mình. Hiện trên 7 quận, huyện của Đà Nẵng có số cơ sở được lồng ghép trong các dịch vụ massage, spa rất đa dạng với khoảng 500 cơ sở. Lãnh đạo Sở Y tế cho hay rất cần vai trò quản lý địa bàn của ủy ban nhân dân các quận huyện cũng như các cơ quan nghiệp vụ như công an phát hiện và xử lý nghiêm minh để gian đe các cơ sở có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân việc các cơ sở thẩm mỹ chui vẫn còn đất hoạt động thời gian qua có thể một phần nằm ở sự nhẹ dạ cả tin của người dân bên cạnh đó là thủ đoạn tiếp cận con mồi của các cơ sở này quá tinh vi quảng cáo quá rầm rộ kết hợp với những lời mời chào có cánh đánh trúng tâm lý người có nhu cầu khiến cho họ tin tưởng tuyệt đối vào các cơ sở này làm đẹp là nhu cầu chính đáng của chị em phụ nữ thế nhưng làm đẹp ở đâu cho an toàn thì nhiều người lại bỏ qua và đã có rất nhiều minh chứng cho việc chị em đặt niềm tin nhầm chỗ sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ chui hy vọng rằng qua sự việc này nhiều chị em sẽ tỉnh táo hơn khi lựa chọn dịch vụ và địa chỉ uy tín để làm đẹp. Thưa quý vị, có không ít những vụ cướp tài sản taxi xảy ra trên địa bàn cả nước với tính chất nghiêm trọng đang có chiều hướng gia tăng. Đa phần các đối tượng gây án đều là những thành phần túng quá hóa liều, mặc dù số tiền cướp được trong mỗi phi vụ chỉ vài trăm ngàn đồng, song tính chất tội phạm rất hung hãn, manh động gây cho không ít hãng taxi và tài xế hoang mang lo sợ. Mới đây ở Bình Dương lại xảy ra một vụ cướp taxi, rất may tài xế đã chống cự quyết liệt và tên cướp đã bị bắt ngay sau đó. Nguyên nhân ban đầu đối tượng cướp khai nhận là do nợ nần nhiều nên nảy sinh ý định cướp của. Ngày 25 tháng 10, Công an huyện Bắc Tân Nguyên, Bình Dương cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Triệu Minh Sang, 26 tuổi, ngủ tỉnh Bình Phước, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo thông tin từ Cơ quan Công an, đêm ngày 23 tháng 10, Sang mang theo một con dao, rồi đặt xe taxi công nghệ chở mình từ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh về Bình Phước khi đi đến đoạn đường thuộc địa bàn thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Nguyên, Bình Dương. Sang nói tài xế dừng xe lại bên đường để đi vệ sinh. Lợi dụng đoạn đường vắng người qua lại, tài xế không cảnh giác. Sang rút dao khống chế tài xế yêu cầu đưa tiền. Tài xế đã chống cự quyết liệt và chi hô. Thấy vậy, Sang cầm hung khí bỏ chạy. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện Bắc Tân Nguyên đã huy động lực lượng chốt chặn, truy tìm đối tượng. Dạng sáng ngày 25 tháng 10, lực lượng công an đã bắt giữ được Sang khi đang lẩn trốn cách khu vực gây án không xa. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo điều tra ban đầu, Sang làm nghề kinh doanh bất động sản, nhưng thời gian gần đây gặp khó khăn nên rơi vào cảnh nợ nần. Để có tiền trả nợ, Sang đã nảy sinh ý định đi cướp để kiếm tiền trả nợ. Trước tình trạng các vụ cướp tài sản lái xe taxi đang bùng phát với tính chất manh động, Bên cạnh việc tổ chức phòng ngừa, đấu tranh, cáng taxi cần tuyên truyền đến đội ngũ lái xe những phương thức, thủ đoạn gây án và các biện pháp để phát hiện, ngăn chặn tình trạng này. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, mới đây công an thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ thành công một nhóm đối tượng nghiện ngập chuyên trộm cắp bình gốm chậu cây cảnh cổ có giá trị cao bán để lấy tiền tiêu xài xảy ra trên địa bàn. Ngày 26 tháng 10, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tạm giữ hình sự đối với Trương Văn Thắng, sinh năm 1992, ngụ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10, nhân viên bảo vệ của X Quê Sử, quán Đà Lạt, đường Mai Anh Đào, phường 8, thành phố Đà Lạt, phát hiện một đối tượng đột nhập vào nhà trưng bày, giới thiệu sản phẩm của công ty, lấy trộm 3 bình gốm. Khi phát hiện có người nam thanh niên trên bỏ chạy ra đường, đồng thời ném vỡ ba chiếc bình gốm xuống đường, đồng thời cầm dao đe dọa những người đang đuổi theo. Đối tượng sau đó leo lên mái nhà cạnh công ty và trốn thoát, bỏ lại xe máy tại hiện trường. Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Lạt phối hợp công an phường 8 truy xét, xác định Trương Văn Thắng là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản khi kiểm tra khu nhà của Thắng thuê trọ tại đường Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt. Cơ quan chức năng phát hiện nhiều chậu, đôn, bình gốm, sành sứ có nguồn gốc không rõ ràng, với số lượng 587 hiện vật. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện Thắng có tàng trữ trái phép chất cấm. Cả năm đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy. Bước đầu Thắng khai nhận đã nhiều lần cùng với Đinh Hòa Bình, sinh năm 1979, Trần Quang Huy, sinh năm 2005, Lê Thị Ngọc Quỳnh, sinh năm 1981, cùng ngụ thành phố Đà Lạt, Bùi Văn Quân, sinh năm 2003, quê Thanh Hóa và một người tên Hiếu, thực hiện nhiều vụ lấy trộm chậu, đôn, bình trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Bằng cách thức tẩm định trước, trộm sau, cả nhóm thực hiện trộm cắp đồ ở các cơ quan, nhà dân, cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Sau đó đưa về nhà của Lê Nhật Minh, sinh năm 1987, chủ nhà trọ của Thắng cất giấu. Sau đó, Minh tìm nguồn tiêu thụ rồi trả tiền cho các đối tượng trộm cắp. Cụ thể, ban ngày, các đối tượng đi tìm kiếm chậu, đôn, bình tại thành phố Đà Lạt. Khi phát hiện những tài sản trên, sẽ chụp ảnh hoặc miêu tả đặc điểm để Minh định giá. Nếu là đồ cổ có giá trị cao, Minh sẽ thông báo để các đối tượng lấy trộm. Tài sản trộm cắp được, nhóm này đem về nhà và phòng trọ của Minh để cất giấu. Minh là người chịu trách nhiệm tiêu thụ những tài sản này và trả tiền cho các đối tượng. Sau khi xác định đối tượng vi phạm, tối ngày 25 tháng 10, cơ quan công an đã đưa Trương Văn Thắng đến dựng lại hiện trường vụ trộm trên đường Mai Anh Đào. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra. Công an thành phố Đà Lạt đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên hãy liên hệ ngay với đội cảnh sát hình sự để được giải quyết. Chuyển sang thông tin liên quan đến tai nạn giao thông. Mới đây, Công an thị xã Hoài Nhơn, Bình Định cho biết đang làm việc với một tài xế xe khách gây ra tai nạn giao thông khiến một người tử vong rồi rời khỏi hiện trường vì cho rằng tông phải vật nuôi. Cụ thể, ngày 26 tháng 10, Công an thị xã Hoài Nhơn, Bình Định cho hay đơn vị đang làm việc lấy lời khai của tài xế Lê Xuân Dũng, 53 tuổi, ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để làm rõ vụ tai nạn khiến một người tử vong xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Hoài Nhơn, Trước đó, khoảng 5 giờ sáng ngày 24 tháng 10, người dân địa phương phát hiện bên lề quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố Phụ Đức, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, có một người đàn ông tử vong, nghi bị xe cán. Người dân liền báo ngay lực lượng chức năng địa phương để kiểm tra, xử lý. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng kiểm tra xác định nạn nhân là ông PTH, sinh năm 1974, chú phường Bồng Sơn, làm nghề nhặt ve chai để mưu sinh. Hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn, Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera an ninh, cảnh sát xác định ô tô khách biển kiểm soát 51B-22066 do tài xế Lê Xuân Dũng điều khiển chạy hướng Nam Bắc. Khi qua khu vực nêu trên thì đã tông trúng nạn nhân. Sau nhiều giờ truy xét, cảnh sát đã tạm giữ phương tiện 51B-22066 cùng tài xế Dũng tại địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Làm việc với công an thị xã Hoài Nhơn, tài xế Dũng khai trong quá trình di chuyển đã thông phải một vật khi qua đoạn đường trên sau đó tài xế dừng xe và quay lại quan sát nhưng không thấy ai nghĩ rằng tông phải vật nuôi nên tài xế đã lên xe đi tiếp hiện cơ quan công an vẫn đang xác minh làm rõ vụ việc vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh đối với các tài xế khi tham gia giao thông một khi đã cầm lái di chuyển trên đường thì nên chú ý quan sát để tránh xảy ra những sự việc đau lòng như tình huống trên cũng liên quan đến vấn đề an toàn giao thông, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một vụ tai nạn giao thông giữa một xe ô tô tải, một xe đầu kéo và một xe ben nhận được nhiều sự quan tâm, tranh cãi từ phía dư luận bởi nguyên nhân gây ra vụ việc. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào 1 giờ 52 phút ngày 24 tháng 10, do camera an ninh nhà dân ghi lại. Vào thời điểm này, một chiếc ô tô tải đang dừng đỗ bên đường để nhân viên bốc dỡ hàng hóa xuống. Đây là đường hai chiều và ô tô tải dừng đỗ đã chiếm một làn đường, khiến các phương tiện di chuyển qua lại gặp nhiều khó khăn. Khi cố tránh xe đổ kéo lưu thông hướng ngược chiều, xe ben đã đâm trúng đuôi ô tô tải. Cú đâm khá mạnh khiến xe tải bị trôi tự do trên đường một đoạn. Người đàn ông trong thùng xe hoảng hốt lao xuống rồi nhảy lên buồng lái để khống chế tình hình. May mắn sự việc không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Theo dõi đoạn camera an ninh, nguyên nhân gây ra vụ va chạm trở thành chủ đề tranh cãi khá gay gắt tài khoản minh triều bình luận đỗ thế thì chịu rồi đường toàn xe to mỗi chiều có một làn nếu để an toàn thì nên đỗ cho gọn và dành phần đường cho xe khác một tài khoản khác lại có ý kiến trong tình huống này thì việc chiếc xe tải đỗ bên đường chỉ là lỗi gián tiếp thôi các phương tiện lưu thông trên đường thì phải kiểm soát được tốc độ phán đoán được tình huống để xử lý cho an toàn xe ben vẫn là lỗi nặng qua đây cũng mong rằng các tài xế cần quan sát khi di chuyển trên đường, tránh vì một phút bon chen mà gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác rồi xảy ra những sự việc ngoài ý muốn như tình huống này. Cuối cùng sẽ là một số thông tin về kinh tế tiêu dùng. Trong thời đại khi nhu cầu mua sắm tăng lên, bên cạnh những mặt hàng chính hãng thì đã có nhiều người tranh thủ cơ hội để đưa ra những mặt hàng nhái, mặt hàng giả, đan xen vào tiêu thụ với những mức giá hời nhằm kiếm lợi nhuận. Mặc dù đã bị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm ngặt nhưng vẫn còn nhiều trường hợp khác xuất hiện. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố hai người phụ nữ về hành vi mua các loại hàng hóa khác nhau rồi làm giả các nhãn hiệu trên thị trường livestream để bán kiếm lời. Đáng chú ý, hai người phụ nữ này có quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Cụ thể, ngày 26 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can, thi hành khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Liên, sinh năm 1971 ở xã Hòa Giang, huyện Hà Trung và Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1994, ở phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quy định tại khoản 2, điều 226 Bộ luật hình sự. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, Trương Thị Liên cùng với con dâu là Nguyễn Thị Thảo mua nhiều loại hàng hóa khác nhau, giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới để bán kiếm lời. Kết quả kiểm tra cho thấy Hai mẹ con Liên và Thảo đã giả mạo 54 chủng loại hàng hóa với 13.370 sản phẩm. Tổng số tiền hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu là gần 1 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, trong vụ án này, Nguyễn Thị Thảo là người đã trực tiếp tiến hành thao tác livestream bán hàng trên trang Facebook cá nhân của mình, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh điều tra, xử lý. Bán hàng bằng hình thức livestream không phải mới xuất hiện nhưng chỉ thực sự nổ rộ trở lại và tạo được sự chú ý thời gian gần đây. Với sự phát triển của công nghệ, tính năng phát trực tiếp livestream ngày càng được nhiều người bán hàng, từ cá nhân đến doanh nghiệp, tận dụng để quảng cáo và bán hàng trực tiếp với thượng vàng hạ cám như quần áo, giày dép đến nhà. Qua đó, để tránh tiền mất tật mang bởi các sản phẩm không rõ nguồn gốc hay hàng giả, hàng nhái, người dân cần tìm hiểu kỹ về sản phẩm người bán, đặc biệt khi mua hàng trên internet để tránh mua phải hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đang bày bán trôi nổi. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.